Năm 2022 là một năm đầy sóng gió với ngành ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn, tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh đã luôn đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo trong mọi hoạt động, tiếp tục đưa con thuyền BIDV Vạn Phúc Hà Nội tiến xa trong hành trình chinh phục biển lớn, từng bước vượt qua chặng đường gian nan của năm. Hãy cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội trong năm 2022. 1. Chi nhánh hoạt động liên tục, ổn định và hiệu quả. Trải qua một năm đầy biến động của kinh tế trong và ngoài nước, BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội đã luôn nỗ lực hết mình, kiên trì với hành trình, linh hoạt ứng phó trong mọi tình huống. Năm 2022, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao, trong đó huy động vốn tăng dòng 1.004 tỷ đồng, số dư cuối kỳ đạt 6.830 tỷ đồng, tín dụng tăng dòng 945 tỷ đồng, số dư cuối kỳ đạt 5.581 tỷ đồng. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng mới 247 khách hàng, đạt lũy kế 2.715 khách hàng. Số lượng khách hàng cá nhân tăng mới 18.019 khách hàng, đạt lũy kế 94.088 khách hàng. Số lượng thẻ Visa phát hành mới 567 thẻ, đạt lũy kế 1.378 thẻ. Doanh thu bảo hiểm MetLife đạt 1,49 tỷ đồng, doanh thu BIC đạt 1,64 tỷ đồng. Kết quả này là khẳng định cho những cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh, cũng như sự chỉ đạo, điều hành sát sao của cấp ủy, ban giám đốc. 2. Ban lãnh đạo BIDV đến thăm và làm việc tại chi nhánh. Ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2022, ngày 17 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các đồng chí trong ban điều hành, lãnh đạo các ban trụ sở chính đã tới thăm và làm việc tại chi nhánh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đức Tú đã thể hiện sự quan tâm trong việc hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn tồn tại, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, ban lãnh đạo chi nhánh và đại diện các phòng nghiệp vụ quyết tâm bám sát mục tiêu định hướng của BIDV, xác định rõ vị thế, tiềm năng của đơn vị để tăng trưởng bứt phá cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. 3. Thực hiện tốt công tác cán bộ. Xác định cán bộ là nhân tố quan trọng, then chốt trong sự phát triển chung của đơn vị, ban lãnh đạo chi nhánh đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Năm 2022, chi nhánh đã thực hiện bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp phòng, tuyển dụng bổ sung 8 cán bộ mới và cử 1 đồng chí tham gia chương trình tập sự giám đốc ngân hàng khóa 1. Công tác nhân sự được thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động của chi nhánh. 4. Gặt hái nhiều giải thưởng từ hội sở chính. Năm 2022, ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội đã xuất sắc vượt qua nhiều đơn vị trong hệ thống để vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng đáng khích lệ từ hội sở chính. Chi nhánh đạt 65 giao dịch chuyển tiền quốc tế và tài trợ thương mại mới. Đạt 65 khách hàng mới sử dụng dịch vụ iBank, tài trợ thương mại với tổng số tiền thưởng 115 triệu đồng. Thưởng hoàn thành sớm thu dịch vụ bảo hiểm bán lẻ với số tiền thưởng 50 triệu đồng. Chi nhánh dẫn đầu về tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp trong nước địa bàn Hà Nội tháng 8 năm 2022. Chi nhánh triển khai bán hàng thường xuyên bảo hiểm nhân thọ xuất sắc. 5. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Thực hiện theo kế hoạch của Đoàn Thanh niên BIDV, hướng tới Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2022, Đoàn Thanh niên cơ sở BIDV Vạn Phúc Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ BIDV Vạn Phúc Hà Nội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027. 6. Giành huy chương đồng tại Hội thao BIDV cấp hệ thống. Tham gia Hội thao BIDV năm 2022 với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết thắng,
Công đoàn cơ sở BIDV Vạn Phúc Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các vận động viên ở nhiều nội dung thi đấu khác nhau. Với quyết tâm thể hiện bản thân, vượt qua chính mình, đoàn thể thao chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra khi lọt vào tứ kết nội dung đôi nam tennis, vòng 1/16 bóng đá nam cấp khu vực và đặc biệt là giành một huy chương đồng cầu lông đơn nữ tại hội thao cấp hệ thống. 7. Khai trương khu vực khách hàng ưu tiên phòng giao dịch The Manor. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đón lường xu thế phát triển tất yếu của ngân hàng hiện đại, tháng 10 năm 2022, chi nhánh chính thức khai trương khu vực khách hàng ưu tiên tại phòng giao dịch The Manor. Sự kiện này là bước đi quan trọng, khẳng định giá trị thương hiệu và sự chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc khách hàng của BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội. 8. Đạt thành tích cao trong hội thi văn hóa kiểm soát rủi ro. Với mục tiêu giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức về văn hóa kiểm soát rủi ro, ngày 17 tháng 9 năm 2022, BIDV Vạn Phúc Hà Nội đã lựa chọn 5 thành viên tiêu biểu đại diện cho chi nhánh tham gia hội thi văn hóa kiểm soát rủi ro khu vực Hà Nội. Kết thúc 4 vòng thi, đội thi chi nhánh đã tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả với các tiết mục hài hước, hóm hình, có chất lượng chuyên môn cao. Sự thành công của đội thi mang đến tinh thần hào hứng, phấn khởi và lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp cho cán bộ nhân viên chi nhánh trong thực hành văn hóa kiểm soát rủi ro. 9. Trao tặng trang thiết bị máy tính cho trường Trung học Phổ thông Quốc Oai. Với mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời giúp các em học sinh sớm thích nghi và hòa nhập với nhịp sống của thời đại 4.0, BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội vinh dự đại diện cho BIDV tổ chức lễ trao tặng hệ thống trang thiết bị máy tính cho trường Trung học Phổ thông Quốc Oai. Tổng kinh phí tài trợ là 500 triệu đồng, gồm 46 bộ máy vi tính. 10. Đoàn thanh niên hoàn thành 2 chỉ tiêu lớn của năm. Được sự ủng hộ của cấp ủy, ban giám đốc, năm 2022, Đoàn Thanh niên cơ sở BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội đã triển khai 2 phong trào có ý nghĩa thiết thực của năm: phát triển thẻ Visa và bảo hiểm Banca Assurance. Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, toàn thể đoàn viên thanh niên chi nhánh đã không ngừng tư vấn, tiếp thị, qua đó phát triển thành công 503 thẻ tín dụng quốc tế có phát sinh giao dịch và góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu thu dịch vụ bảo hiểm bán lẻ của năm. Khép lại một năm 2022 đầy những biến động, tập thể cán bộ nhân viên BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội sẽ tiếp tục chung tay, đồng lòng, phát huy sự sáng tạo và lòng nhiệt tình để cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước, đạt đến những nấc thang mới trong con đường phát triển của chi nhánh.